Nhưng trở ngại thải đều một tay biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thứ chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chương trình hôm nay ngày sinh hoạt Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, ngày mùng 3 Tết, pháp thoại tân niên từ thượng tọa pháp tăng, chúng con cùng thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi mở đầu chương trình. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Xin cảm ơn tri ân thượng tọa Minh Hạnh và cảm ơn của Lăng Kiều Nguyệt. Bạch quý ngài, thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 3 Tết năm Nhâm Dần. Người Việt Nam của chúng ta thì vào ngày Tết thường có cái phong tục là sinh hoạt theo một cái nếp nào đó. Dĩ nhiên là mỗi địa phương, ở mỗi một cái gia đình có một cái cách sinh hoạt riêng. Nhưng mà chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, chung chung thì ngày 30 là ngày lễ rước ông bà, với những sự chuẩn bị đầy đủ tươm tất để cho ngày mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết thường là ngày đầu năm, thứ nhất là mừng tuổi ông bà, những bậc niên trưởng, và người ta dành cho vấn đề thiêng liêng nhiều. Ngày mùng 2 thì tương đối là ngày nghỉ ngơi thư giãn để hưởng thụ cho ngày Tết. Ngày mùng 3 thì đa phần những người lớn nó có những cái sinh hoạt xem như là khởi đầu trong năm, ví dụ như đôi khi người ta văn vẽ một chút thì người ta khai bút đầu năm, hay là có những người đi xuất hành đầu năm, đi đi hướng đông nam tây bắc, đi đến hướng nào đó mà mình cảm thấy nó may mắn ở trong năm theo tử vi chẳng hạn. Và qua ngày mùng 4 thì người ta thường có cái lễ đưa ông bà, mình rước ngày 30 rồi ngày mùng 4 mình đưa đi. Và trong cái lễ đưa ông bà, ta hay lùa gà để bói toán vận hạn trong năm. Giống cách khác thì chúng tôi ở vùng miền quê và miền Tây đó, thì ngày mùng 3 thường là sau cái ngày mùng 2 ăn uống ở nhà rồi, mùng 3 người ta chọn cái ngày đi xuất hành hay là làm cái chuyện gì đó. Đôi khi thường thường người ta khai trương đầu năm, nó khai trương là ra tiệm mở một chút để cho có, rồi đóng cửa trở về nhà tiếp tục ăn Tết. Đó là phong tục của chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng không có sinh hoạt của Tết Nguyên Đán, chúng tôi muốn nhân sự tùng sự, đó là chúng ta suy niệm về sự khởi đầu, sự khởi đầu cho một năm mới. Sự khởi đầu này nó bắt nguồn từ một ý niệm là hành trình đi đâu xa bao nhiêu nó cũng khởi sự từ bước đầu tiên. Và để có được một cái gì rất là thiêng liêng ở trong ngày Tết thì hôm nay đặc biệt là chúng ta sẽ tụng kinh Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân là bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết đầu tiên, mà qua đó ngài đã đưa ra cái tổng quan về giáo pháp. Và chính cái nền tảng giáo pháp này đã được Đức Thế Tôn quán diện suốt 45 năm sau đó, cho đến khi ngài viên tịch Niết Bàn. Thưa quý vị, chúng ta hãy bắt đầu một cái năm mới trong cái sinh hoạt từ đầu năm đến cuối năm một cách rất là tích cực, rất hoan hỷ, và đặc biệt là chúng ta sống
như thế nào, suy nghĩ như thế nào mà tâm tư của chúng ta có được nhiều cái năng lượng tích cực. Thực ra trong đời sống thì ai trong chúng ta cũng trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, những điều bất như ý. Nhưng mà những điều đó bất như ý không nên là những điều mà nó khiến tâm tư của chúng ta bị trục xuống, không nên là những điều mà khiến cho chúng ta bị xuống tinh thần. Mà trái lại, quý vị, chúng ta phải nhìn vào một cái ưu điểm của con người, đó là vươn lên. Chúng tôi rất thích nhìn những cái bụi cây, bụi hoa vào mùa đông thì đã tàn rồi, nhưng mà khi xuân về thì nó lại đâm chồi đẩy lộc, nó vươn lên. Nó vươn lên từ chỗ lạnh lẽo băng tuyết, nó vươn lên từ trong bùn nhơ nước động, nó vươn lên từ những cái mà tàn tạ, nó trở thành phục hưng, trở thành cái gì đó tái phục hoạt lại. Và đây là một trong những niềm tin bất tận của con người. Nếu chúng ta thật sự thấy được giá trị này thì thưa quý vị, chúng ta luôn luôn trân quý những cái giá trị cao cả, mà giá trị này khiến cho tâm tư của chúng ta được hưng vượng, được phấn khởi, được mạnh mẽ cho hành trình sắp tới. Thì bản thân của chúng tôi cũng như tất cả chư tăng có mặt ở trong lớp học này đều mong rằng những gì mà chúng ta dành thời giờ để sinh hoạt ở đây sẽ góp phần vào đem lại cái chất liệu tinh thần và chất liệu để khiến cho chúng ta mạnh hơn, tha thiết hơn và quyết tâm hơn trong cái nỗ lực vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những điều bất như ý để thành tựu những điều cao cả. Và Đức Phật ngài luôn luôn nhắc chúng ta một điểm như vậy, giống như là những đóa hoa dại ở trong rừng, một người khéo tay kết thành một cái tràng hoa đẹp. Cũng vậy với cái thân sinh tử này, một người có thể tạo được nhiều thiện sự, thì đó là một niềm tin yêu bất tận, đó là niềm hy vọng, và đó là cái nhìn chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta nên tự nhắc và luôn luôn nhớ một điều rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù cái trạng huống chúng ta đối diện ra sao, nếu chúng ta có một thái độ đủ mạnh, đủ tốt thì chúng ta sẽ có được cái năng lượng tốt, và cái năng lượng tốt sẽ giúp cho chúng ta đi tới mạnh mẽ hơn, đi tới một cách tốt đẹp hơn. Bây giờ thì chúng ta bước qua pháp thoại tân niên, và trong ngày mùng 3 Tết, vị giảng sư sẽ gửi đến quý vị pháp thoại tân niên là Thượng tọa Pháp Tân. Thay mặt cho đại chúng kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân bắt đầu cho pháp thoại tân niên hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, và Bình Hạnh, để Đức Tế Tri, Đức Tế Đức Sư Nguyên Tông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và tân chào quý thiên nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay trong một tuần lễ của sinh hoạt tân niên năm Nhâm Dần 2022, hôm nay là ngày mùng 3 của Tết âm lịch. Do rằng trong cái chương trình sinh hoạt hôm nay, trong những ngày xuân như thế này thì đã là cái đề tài do mỗi vị giảng sư tự chọn ở trong cái đề tài giảng hôm nay. Hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với cái đề tài phước và quả. Thường đó là trong cuộc sống á, thì ai ai cũng mong muốn mình có được cái sự may mắn, hanh thông, vui vẻ, an lạc. Mình có nhiều thứ để mình mong ước. Toàn là những cái sự mong ước đó là trong cái sự may mắn. Nhưng mà rồi cuộc sống của chúng ta đó thì nó cũng không biết lường trước được hết, không lường trước hết được, bởi vì có những cái khoảng khắc
trong cái khoảng thời gian một năm hoặc là nhiều hơn nữa đó, thì có lúc thăng lúc trầm, có lúc chúng ta cũng được may mắn hanh thông, rồi có khi thì chúng ta cũng gặp bất trắc khổ sở. Những điều này điều kia xảy ra ở trong cái đời sống của mình. Cho nên trong cái ý niệm đó, đó thì thường là đầu năm mọi người chúng ta thường đi đến chùa để mong muốn cầu nguyện, để mong được cái sự an lành cho mình, cho những người thân của mình. Đó là một trong những cái cách mà gọi là một chút nào đó hoài niệm, tưởng niệm, hay là một chút nào đó để là sự hy vọng, mong muốn sự an lạc, hành thông ở trong cuộc sống. Nhưng mà rồi đó thì quý vị biết rằng thường hai cái điều đó, phước và tội, thì cái đó nó tuy là vô hình, chúng ta không thấy được, không thấy được. Nhưng mà rồi đó thì trong cuộc sống này đó, nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Nó ảnh hưởng ở đây đó là nó chịu sự chi phối của, thứ nhất là do cái sự sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của mình, để rồi nó đưa đến cái điều mà không được tốt đẹp. Cái thứ hai nữa là do một cái quả, tức là do cái nhân tạo nên cái quả, do cái nhân tạo nên cái quả, để rồi trong đời sống hiện tại này chúng ta có khi chúng ta gặp được cái sự thuận lợi, sự hanh thông, sự may mắn, có khi thì chúng ta gặp bị mắc phải cái điều gọi là xui xẻo, đau khổ, bất trắc. Cho nên là cái điều đó, đó chúng ta thấy rằng nó có diễn ra ở trong đời sống, rồi tùy vào mỗi người. Có người thì trông mong vào những điều này hoặc điều khác. Có người thì đi đến chùa, đi đến này, đến chỗ kia để xin xăm, rồi có người bói toán, rồi có người thì cũng mong muốn được cái sự hanh thông may mắn cho mình ở trong một năm mới. Đó là điều mà chúng ta thường thấy. Và ở đây đó, cái chữ phước đó, mà theo các ngài A Xà Lê, các ngài giải thích phước, đó là cái gì mà phước, tức là nó đưa đến cái quả an lành cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, tức là làm cho cái nội tâm của chúng ta được an lạc, nội tâm của chúng ta được an tịnh, đó cũng chính là phước. Cho nên có khi đó thì chúng ta biết rằng trong suốt một năm qua, một năm á, thì mình cũng mong muốn được cái sự an lành cho bản thân và gia đình. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng là cuộc sống này nó có nhiều cái biến động, có những điều cái thay đổi ở trong cuộc sống. Và khi mà mình nhìn ra những điều đó đó, thì quý vị thấy rằng với một cái người mà hiểu tin về Tam Bảo và hiểu về lời dạy của Phật, để rồi dành toàn tâm toàn ý cho cái việc mà thực hành cái lời dạy của Phật, vì như vậy đó thì cái người, mỗi người chúng ta đó, đều không muốn mình có những cái họa xảy đến, không muốn mình có những cái họa, tai họa xảy đến. Mình cũng mong muốn rằng mình sẽ tạo được cái phước lành ở trong đời sống. Bởi vì quý vị thấy rằng là Đức Phật dạy rằng là tất cả chúng sanh đều nương nhờ nơi cái phước. Dù là chúng ta đang sống hay là mai sau chúng ta có tái sanh ở kiếp nào đó, thì cũng là nhờ cái phước. Hay hoặc là nhờ cái phước mà chúng ta tạo đó
mà chúng ta có thể rằng làm cái nhân để tu tập chấm dứt sanh tử luân hồi, thì đó cũng chính là nhờ cái phước. Cho nên là dù gì đi nữa thì mọi người chúng ta cũng rất mong được cái phước, rất mong được cái phước. Và cái phước đó đó thì theo cái quan điểm của Phật giáo, cái sự may mắn, sự hanh thông, sự suôn sẻ, sự an lạc ở trong đời sống, từ tâm lý cho đến những cái thể chất ở bên ngoài đó, thì tất cả những điều đó đều do cái phước. Nhưng mà rồi mình muốn cái phước đó đó không phải là mình tự nhiên mà có, không phải tự nhiên mà có. Trong cái thường thức phổ thông ấy, thì người ta nói rằng thí dụ mà mình gặp một cái chuyện gì đó, mình gặp cái chuyện gì đó, mình có một, mình trong một cái cơn hoạn nạn, mà mình thoát ra khỏi cái cơn hoạn nạn, mình không có cái sự hoạn nạn đó, hay hoặc là mình không có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái sự hoạn nạn đó đó, thì người ta thường nói rằng anh hay là chị có phước. Hoặc là người ta thấy con cháu nó có hiếu, con cháu nó có hiếu, rồi nó biết lo cho cha mẹ ông bà, thì người ta thường nói rằng ông bà hay là anh chị có phước quá, con nó có hiếu với mình. Thì đó là trong cái cách nhìn thường thức. Rồi hoặc là mình cũng ít bệnh đau, không có bệnh đau, hoặc là ít bệnh đau, không có bệnh đau, thì người ta mới nói rằng người ta bằng tuổi như anh chị mà người ta đau triền miên, người ta bệnh triền miên, còn mình thì không có, mình thì không có bị bệnh đau, hoặc là ít bị bệnh đau, cho nên là mình cũng là cái người có phước, người ta nói như vậy. Thì nói như vậy đó để rồi mình thấy rằng cái phước và quả nó liên quan với cái đời sống của chúng ta. Và khi nói đến phước á, thì cái mà mình cần phải tạo, quả là điều mà mình cần phải tránh, điều mà mình cần phải tránh. Bởi vì cũng không ai mong muốn mình bị cái điều này điều kia xui quẩy đến, hay hoặc là điều bất trắc xảy ra ở trong đời sống. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng á, đâu có biết được, có nhiều khi có những người đó thì người ta vẫn tích đức, người ta vẫn tạo phước, người ta cũng an hiền ở lành, nhưng mà rồi người ta cũng có khi thì có người thì cũng tạo phước rất là nhiều, nhưng mà có khi thì họ cũng bị những cái chuyện xui xẻo hay là những cái chuyện bất trắc ở trong cái đời sống. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái nhân hay là cái nhân không lành của quá khứ để rồi đưa đến cái quả ở hiện tại, mà thường là chúng tôi nói là cái quả của ác nghiệp, quả của ác nghiệp. Cái điều thứ hai nữa là khi mà mình nói rằng quả đó, nó cũng không phải là hoàn toàn là do nghiệp của quá khứ hết. Ở hiện tại đó, có những cái cuộc sống mà mình trong cái lời nói, hành động hay là việc làm của mình, nó có những cái mà mình bất cẩn, hay là có những cái mình cẩu thả, có những cái mà mình không kiểm soát được đó, thì ra rồi cái quả nó đến với mình. Thí dụ bây giờ nè, chúng tôi nói nè, mình gặp ai thì mình cũng muốn gây sự với người khác đó, thì có khi đó là người ta cũng không nhịn mình, người ta cũng không nhịn mình đâu. Cho nên là sau cái lần, sau cái việc mà mình đã muốn gây sự với người khác rồi đó, thì người khác họ sẽ sẵn sàng họ chống trả lại mình, hoặc họ nói những cái điều gì đó không hay đến mình. Thì cái điều đó nó không, chúng ta không thể nói rằng cái điều đó là do cái gì, do cái ác nghiệp từ quá khứ, mà do hiện tại cuộc sống mình không có biết kiểm thúc lấy mình, và mình sống một cuộc sống cẩu thả, lời nói, hành động hay là cái suy nghĩ của mình một cách cẩu thả như vậy, thì đưa đến cái quả mà ở trong trước mắt chúng ta có. Cho nên người xưa họ có nói rằng
quả phước đó nó không có cửa, nhưng mà tự người tạo ra, tự mình đi đến, tự mình tạo ra. Nói như vậy để mình thấy rằng cái quả và cái phước, quả ở đây chúng tôi tạm gọi như là, có thể nói rằng nó là một phần của cái quả ác, của cái quả ác. Còn phước mà chúng ta tạo đó là những cái việc thiện trong đời sống hàng ngày của mình, hay hoặc là trong quá khứ chúng ta đã tạo. Mà mình muốn được cái phước và cái quả đó, thì thường trong một năm á, trong cái thường thức, cái quan niệm, người ta cũng mong muốn rằng cả bản thân của mỗi người và là trong gia đình mình được bình an á, thì có nghĩa là mình phải biết tích cực tạo cái việc phước. Mình phải biết tích cực và tạo việc phước. Cho nên cái phước đó đó, nếu mà nói theo trong quan điểm của Phật giáo, không phải là do ai cho chúng ta, cũng không ai tặng chúng ta, và quả đó đó cũng không phải là do người khác phạt chúng ta, dạ chúng ta, mà là do chúng ta tạo ra. Cái tạo ra ra đó đó là có thể là do nghiệp của quá khứ đã tạo, chúng ta tạo nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện, hoặc là do ở hiện tại chúng ta không có thu thúc cho chính mình, không có có cuộc sống buông thả, không có cái sự kiểm thúc đối với cái lời nói, hành động và suy nghĩ, cho nên là nó đưa đến cái quả, đưa đến cái quả. Thì bây giờ khi nói đến cái phước á, thì nói chung chung anh được con cháu nó có hiếu, hoặc là chị được con cháu nó có hiếu, hoặc là phước quá thì anh chị cũng được cuộc sống sung túc, hoặc là phước quá thì anh chị được như thế này thế nọ. Thì thường thường là người ta nói như vậy trong cái nghĩa thường thức, nhưng mà tất cả những cái phước đó, đó đều là do nhân người đó đã tạo, nhân người đó đã tạo. Cho nên ở đây đó, nếu mà mình nói trong Phật giáo thì nói đến phước thì có ba cái loại phước. Cái loại phước thứ nhất á, là nói đến cái phước vật. Phước vật tức là cái phước mà chúng ta sanh trong cuộc đời, chúng ta có được cái sự sung túc về phương diện vật chất. Phương diện vật chất, có nhà ở, có xe đi, có phương tiện, có tiền bạc, có cái này, có cái nọ. Thì tất cả những điều đó là do cái phước người đó có, mà người đó có cái phước vật. Mà muốn có cái phước vật đó đó là cái người đó phải bố thí cúng dường. Muốn có phước vật thì người đó phải bố thí cúng dường. Cho nên ở đây đó, quý vị thấy rằng là nhiều khi đó, là ở trong trường hợp mỗi người chúng ta có biết là, cũng biết là cái việc bố thí cúng dường đó là chuyện quen thuộc rồi, chuyện thường xuyên làm rồi. Nhưng mà đã tạo cái phước bố thí cúng dường để có cái phước vật đó, đó thì nó cũng phải có những cái yếu tố, những cái điều kiện thuận tốt để rồi nó có cái kết quả lành ở trong đời sống. Có thể nói rằng có những người đó, họ, chúng tôi tạm gọi là có nhiều khi họ làm chơi chơi, nhưng mà họ có những cái thu hoạch thiệt. Rồi có khi đó là có những người làm cực lực, làm hết sức mình, làm mọi ngày lẫn đêm, nhưng mà rồi đó thì không thể có được đầy đủ những sự sung túc, không có được đầy đủ cái sự dư dả, không có được đầy đủ sự dư dả. Thì cái điều này đó, chúng tôi tin rằng ở đời ấy, là chúng ta có cuộc sống này, chúng ta được may mắn, được hanh thông, được sung túc đó, thì phải nói rằng là nhờ chúng ta có cái phước vật. Có cái phước vật. Mà muốn có cái phước vật đó thì cái người đó phải biết bố thí cúng dường. Giống như là mình muốn có tiền thì mình ráng tạo ra tiền, tạo ra tiền của. Có tiền của mình, khi mà có người có tiền của thì cái người đó có quyền chọn lựa, có quyền chọn lựa cho nhiều thứ. Còn khi mà mình không có đủ tiền của, không có đủ tiền bạc đó, thì mình đi ra chợ mình không có đủ
cái không có cái để nhiều cái để mà mình chọn lựa, vì cái đồng tiền của mình, tiền bạc của mình nó hạn hẹp, do vậy thì mình không có quyền chọn lựa, chỉ lựa những cái món đồ, lấy những cái món đồ giá trị thấp để rồi vừa với cái túi tiền của mình. Trong khi một người á, thì có nhiều cái phước rồi đó, thì họ có nhiều cái sự chọn lựa, trong đó có cái phước vật. Mà muốn phước, có phước vật á, là mình phải biết bố thí. Bên cạnh đó đó thì cái người Phật tử mình cần phải có cái gì? Cần phải có cái sự giữ giới, hành trì giới. Giống như là một người Phật tử nói rằng mình phải biết hành trì, tối thiểu cũng phải có tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới thì ngũ giới là không sát, không trộm, không dâm dật, rồi không dối trá, không uống các cái chất say. Thì nói rằng người Phật tử giữ như vậy, giữ như vậy. Vì sao nói rằng mình giữ giới? Để rồi nó trợ cho cái phước, để mà mình hưởng được cái phước đó. Nếu như giả sử như quý vị mà không giữ giới sát sanh, thì nếu mà nói nhân quả, nếu mà một người mà sát sanh á, thì người đó phải chết yểu. Người hành hạ người chúng sanh khác á, tra khảo hành hạ chúng sanh khác á, thì cái người đó cũng phải bệnh hoạn ốm đau triền miên, nếu cái đó là do nhân của nghiệp, nghiệp bất thiện. Cho nên á, mình muốn được hưởng được cái phước đó đó, thì mình cũng phải sống thọ chứ, để mình hưởng được cái phước đó. Chứ có khi là mình giàu mà mình chết yểu thì làm sao mình hưởng được cái đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà giữ giới đó cũng là nhân để cho giúp cho con người ta hưởng thứ phước vật nữa. Bên cạnh cái việc mà một người được hưởng cái phước đức do cái việc giữ giới, do việc giữ giới. Cho nên ở đây đó, cái người mà được cái phước vật là được có cuộc sống sung túc. Muốn được phước vật thì cái người đó phải có bố thí và trì giới. Cái phước thứ hai mà chúng tôi muốn nói, tức là cái phước đức ở trong đời sống. Có nhiều khi họ có người có phước vật nhưng mà lại thiếu đi phước đức, hoặc là thiếu đi phước trí. Thí dụ như một người giàu nhưng không thông minh, không biết điều gì nên làm, hoặc là điều gì nên tránh, hoặc là cái gì để làm cho cuộc sống này được tốt đẹp, được hanh thông, được phát triển, người ta không nhận ra điều đó. Thì nhiều khi giàu có đó, nhưng mà rồi không có cái sự thông minh, không có cái sự sáng suốt, là thiếu phước trí. Hoặc là một người giàu có nhưng mà người khác họ không quý trọng, không quý trọng. Cái người mà có phước đức là cái người mà có tướng hảo, có thân hình được đẹp, có tướng hảo, cái người đó có phước đức, có phước đức. Mà ít ra đó, giống như là mình tu tập tâm từ vậy đó. Cái người Phật tử, người tu tập của mình cũng vậy, mình phải tu tập tâm từ, giữ cái tâm mình luôn luôn có cái sự mát mẻ đối với các chúng sinh, đối với mọi loài, đối với mọi người, đối với mọi loài, đối với mọi người. Thì khi mà mình tu tập tâm từ đó cũng là nhân để làm cho cái tâm mình mát mẻ và cái sắc diện của mình được đẹp, sắc diện của mình được đẹp, tránh đi những cái sự ganh tị giận hờn. Mà mình cần có một cái việc tu tập cái phước đức cho chính mình. Mà muốn được phước đức á, thì ở đây đó, quý vị thấy là ngoài cái việc giữ giới ra, bởi vì nhiều khi đó, chúng ta thấy rằng trong kinh nói rằng, Phật có nói là giới như là một vật trang điểm của một vị tỳ kheo. Giới như là một sức mạnh của một vị tỳ kheo. Như vậy thì cái người có phước đức là cái người đó họ được có sắc đẹp. Cái người có phước đức là cái người đã được sống trường thọ. Cái người có phước đức là có nhiều người ủng hộ, giúp đỡ cho mình. Cái người có phước đức là người mà nói ra mọi người khác đều nghe lời theo mình. Chính là cái người có phước đức. Cái người có phước đức.
Như vậy thì sống được trường thọ, có tướng hảo sắc đẹp, được mọi người kính mến, thì cái người đó là có phước đức. Mà muốn có phước đức thì ngoài cái việc giữ giới ra, thì cái người đó có một cái tâm phải biết cung kính. Cung kính. Có nhiều khi đó, trong cái suy nghĩ của mỗi người, có khi đó thì chúng ta sinh ra một cái tâm ngạo mạn, sinh ra một cái tâm tự ngã, ngạo mạn rất cao. Vì do nên là chúng ta thiếu đi cái sự cung kính. Mà cung kính là một cái nhân, bởi vì mình nói ở trong Phật Pháp là kính Tam Bảo, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, kính những bậc trưởng thượng, kính những bậc niên cao lạp trưởng, kính những cái vị mà đạo cao đức trọng. Để chi? Để mà mình tạo phước đức. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà mình có cái tâm phục vụ đó, phục vụ mà nghĩ đến cái đại đồng, nghĩ đến cái đại thể, tức là nghĩ đến cái lợi ích chung ấy. Chúng ta không phải vì cá nhân, không vì một người, nhưng mà khi mà mình có một cái tâm phục vụ, phục vụ cho một cái gì chung, giống như là chúng ta nghĩ rằng cái sinh hoạt ở trong rừng, những người có cái công việc như vậy, từ cái hành động im lặng của mình để lắng nghe cũng là một cái cách phục vụ. Đó là một hành động nho nhỏ nhất. Hay hoặc là mình biết trân trọng những cái gì mà được chuyển tải từ Phật Pháp, được chư tăng, chư vị giảng sư nhắc nhở, trùng tuyên nhắc nhở lại như vậy, để chúng ta biết lắng nghe, cũng là cái cách biết vâng lời và cung kính. Cho nên cung kính là một trong những cái đức của một người. Mình gặp, chúng tôi nhớ rằng là hồi nhỏ đó, gần với chư tăng đó, thầy tổ mình cũng biết cách phục vụ. Rồi là gặp chư tăng thì mình cũng phải đối xử nhau bằng pháp, tức là biết cung kính đối với chư tăng, biết quý trọng đối với chư tăng, chứ không phải là mình có một cái tâm xem thường, hay là có một tâm khinh lời, vân vân. Như vậy thì cái người mà có cái tâm cung kính, có cái tâm phục vụ, thì cái người đó đã tạo cái phước đức cho mình. Có khi đó quý vị biết rằng có những người lớn tuổi nha, nhưng mà không được một người khác quý kính. Nhưng mà có những người đó là tuy là nhỏ tuổi đời thôi, nhưng mà được người khác quý kính. Vì sao? Vì họ có cái phước đức. Họ có cái phước đức. Mà muốn được có cái phước đức đó, thì mình phải biết cung kính những bậc đáng cung kính, những bậc giới đức, những bậc niên cao lạp trưởng, những bậc sanh thành, những cái bậc mà đạo cao đức trọng. Chúng ta phải biết kính những cái bậc đó, cung kính những bậc đó, từ ở trong cái suy nghĩ của mình, trong cái cách phục vụ của mình, trong cái cách mà mình hạ mình để đảnh lễ, cúi đầu để đảnh lễ, xin vâng với những điều hay lẽ phải mà một người muốn tạo cái phước đức cần có. Cho nên á, cái người có phước đức sánh trong cuộc đời này đó, thì chúng ta cũng cần phải tạo, chứ không phải là không tạo đâu. Không bao giờ mà là đủ. Không bao giờ là đủ. Bởi vì nếu chúng ta thấy đủ thì chúng ta không tạo nữa. Mà nếu chúng ta thấy đủ mà chúng ta không tạo thì chúng ta lại dậm chân tại chỗ. Không bao nhiêu là đủ. Cho nên là cái người mà tạo nên cái năng lực tích cực cho chính mình, trong một năm thì mình nghĩ rằng thời gian thì nó luôn luôn trôi qua. Cho nên là thời gian còn lại đó, thì mình sống được năm nay là mình mừng năm nay rồi. Không chắc được điều gì. Cho nên là cái ngày nào mình còn sống được thì mình ráng cố tạo cho chính mình. Cái điều thứ ba, cái phước thứ ba nữa muốn nói ở đây, tức là trong kinh nói đó, là mình phải tạo cái phước trí. Tạo phước trí. Để khi mà mình tạo phước trí đó, tức là cái sự hiểu biết tối thiểu là trong cuộc sống mình biết cái gì phải, cái gì quấy, cái gì nên, cái gì không nên, cái gì
nên làm và cái gì không nên làm. Cái gì làm cho, làm cái gì để đời cho phát triển đời sống tinh thần vật chất cho chính mình, và cái gì không nên làm để làm cái sự nguy hại hay là hiểm họa đến với cái đời sống của mình, thì như vậy thì mình không nên làm. Không nên làm thì tối thiểu cái người có cái trí, phước trí là nhìn nhận biết rõ như vậy. Xa hơn nữa đó là cũng nhận được, ý thức được cuộc đời, để rồi cố gắng hành trì giáo pháp của Đức Phật để tạo nên cái sự an lạc nội tâm, rồi dẫn đến cái sự giải thoát ở trong tương lai, thì cái đó cũng là một cái trí. Chứ những người, xin thổi quý vị, ngay cả những cái trí mưu sinh cho cuộc sống này được an lạc này, cũng không có, thì đừng nói tới cái việc mà họ phải tìm ra một cái phương hướng để tu tập, để hướng đến cái, họ càng không có hơn nữa. Như vậy thì cái phước trí nó cũng có cần thiết ở trong đời sống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh mà tiểu nghiệp phân biệt trung bộ kinh, thì Phật có trả lời cho thanh niên Xu Khóa Tô Đây Giá, sở dĩ mà có cái sự chênh lệch khai sai biệt ở trên cuộc đời này, có người thông minh, có người rồi có người giàu sang, có người nghèo khổ, có người danh vọng địa vị, nhưng mà có người thấp hèn, có người sống thọ, rồi có người chết yếu, có người đẹp, rồi có người xấu. Tại sao ai không, ai cũng mong muốn mình được tốt vậy đó, muốn được sống thọ, được đẹp, được danh vọng, được địa vị, được sống, được khỏe mạnh, chứ ai muốn mình bệnh. Nhưng mà rồi đó thì cái hạnh nghiệp của mỗi người đã tạo nó khác nhau. Cho nên ở đây khi nói đến phước là cái quả đưa đến sự an lành. Phước mà như các ngài định nghĩa là cái quả đưa đến cái sự an lành cho đời sống của mình. Cho nên là mình phải tích cực tạo phước. Cái nghĩa thứ hai nữa, phước tức là làm cái nội, làm cho cái nội tâm mình được an lạc. Cho nên có những người đó của cái vật chất không, nhưng mà cái tâm của họ vẫn có được cái sự an lạc. Giống như là một người mà chuyên cho cái đời sống thiền tập trong cái đời sống của mình, mình giữ cho cái nội tâm của mình được an lạc, được thanh tịnh, được thanh tịnh, được an lạc, thì đó cũng chính là cái phước chứ. Cũng chính là cái phước chứ. Như vậy thì mình muốn tạo phước, muốn có phước thì mình phải tạo phước. Trong một năm trải qua là 12 tháng, rồi một tháng có 4 tuần, một tuần có 7 ngày, thì chúng ta cứ đi qua như vậy. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng tích cực tạo phước. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng phước là cái chỗ nương tựa, và phước và quả đó là do con người tạo ra, như người xưa họ đã nói, con người tạo ra, chứ không phải là do người khác đem lại cho mình. Như chúng ta thấy ở trong câu chuyện, trong kinh có nhắc đến những cái nhân vật như bà Quý Sa Kha hay là ông Cấp Cô Độc đó. Từ là những cái bậc, những người cư sĩ, rồi sau này trở thành những bậc thánh hữu học chẳng hạn, thì những vị đó đều là có phước. Cuộc sống thì đầy đủ những cái sự, người ta gọi là được đầy đủ những sự may mắn, đầy đủ những sự suôn sẻ, đầy đủ cái sự an lạc, và cuối cùng thì chứng quả vị thánh hữu học. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ ác nghiệp, chói rực sáng đời này như trăng khoác mây tre. Cái điều thứ hai ở đây á, chúng tôi muốn nói đến quả. Quả có thể nói là cái quả của ác nghiệp, hay là quả ở đây là do cái sự bất cẩn của mình. Mà nếu nói là cái quả của ác nghiệp, thì ở đây ngay trong đời sống hiện tại, mình phải tích cực tạo cái việc phước, tránh đi những cái quả, tức là tránh đi những cái nhân, cái nghiệp không lành, cái nghiệp không lành, cái nghiệp không thiện,
Nếu như mà mình sát sanh, nhưng là mình trộm cắp, nhưng mình tà hạnh, nhưng mình nói dối, nhưng mình nói ác độc, vân vân, thì cái đó là cái quả đó. Cái đó là cái quả đó. Chúng tôi có nói bữa hôm rồi đó, chúng tôi có nói tại sao người ta có kiêng cữ trong 3 ngày Tết thôi. Lời nói cho nó đàng hoàng, nói cho nó tử tế, nói đừng có cẩu thả, nói những lời không hay ngày Tết. Nhưng mà tại sao người ta không cử luôn suốt cả thời gian dài đi, sau một năm như vậy đi? Thì ở đây muốn nói cả hành động, tức là thân nghiệp của mình cũng phải là hành động thiện, cái khẩu nghiệp của mình cũng phải là khẩu nghiệp thiện. Tức là nếu mình có nói thì nói những cái lời mà hiền thiện, nói những lời chân chất, nói những lời nghe dễ nghe, thì đó là một trong những cái cách để tạo cái gọi là tạo cái khẩu nghiệp thiện, tạo cái nghiệp khẩu nghiệp thiện. Và bên cạnh đó đó thì mình tạo cái phước gọi là cái ý nghiệp thiện của mình. Mình suy nghĩ những cái điều tích cực ở trong đời sống, và suy nghĩ những cái điều gì đó để rồi cái tâm của mình có cái năng lượng, có cái năng lượng. Đó chính là mình sống có tâm từ. Tâm từ đối với mọi loài, tâm từ đối với mọi người. Chúng ta có tâm từ. Khi một người mà có tâm từ, tu tập tâm từ như vậy đó, là có cái sự lan tỏa, có sự lan tỏa. Và khi mà cái người có tu tập tâm từ như vậy, có cái sự lan tỏa rất là lớn, để rồi nó trở thành cái năng lượng. Khi những ai tiếp xúc với cái người có tu tập tâm từ, họ cảm thấy nó là sự an ổn, là sự mát mẻ, đó là sự an vui và hạnh phúc. Còn một người mà với cái tâm sân hận á, thì gần gũi với người đó đó, thì không biết họa lúc nào, không biết khổ lúc nào, không biết bị hệ lụy lúc nào cũng không biết. Cho nên ở đây đó là nếu một người mà tu tập tâm từ là cái năng lực tốt để rồi có cái sự chan hòa, chia sẻ đối với mọi loài. Mình có được sự an vui, người khác có được sự an vui. Cho nên nếu mà nói rằng là quả, là mình hiểu rằng cái đó nó cũng là do cái quả của ác nghiệp mang lại. Nếu nói là do nghiệp, thì đó là quả của ác nghiệp mang lại. Cho nên mình đâu có biết chắc được rằng mình chết bằng cách gì đâu. Hoặc là trong đời sống này không biết là mình có bị cái tai họa gì đâu. Nhiều khi cha mẹ sanh mình bằng tuổi này, nhưng mà tự nhiên không có, nó lành lặn như vậy nè, tự nhiên cái bị cái ác nghiệp gì đó nó xảy ra, làm cho mình phải tứ chi của mình nó bị què hoặc khuyết tật. Đâu có biết được, đâu có biết được. Ai muốn điều đó? Nhưng mà tất cả những điều đó nó đều là có cái nhân của nó, có cái nghiệp của nó, có cái tạo nghiệp của nó, để rồi nó có cái kết quả của nó, tức là quả của ác nghiệp mà ta gọi đó là cái quả ở trong đời sống. Cái điều thứ hai nữa đó là trong cái đời sống này đó, bởi vì cho nên là trong lúc mình đi đứng nằm ngồi, mình cần phải có cái sự kiểm thúc, phải nhìn lại cái tâm của mình, đừng quá có cẩu thả, đừng khi nói năng. Chúng tôi nghĩ rằng là người ta nói là trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Người xưa họ nói vậy, uống lưỡi 7 lần. Thì có nghĩa là mình nói thì phải có cái sự suy nghĩ, coi cái hậu quả nó sẽ ra sao, coi cái hậu quả ra sao. Trước khi mình hành động thì mình cũng phải coi rằng cái hậu quả nó sẽ ra sao, thì mình hành động. Như vậy thì cái người mà có cái sự suy nghĩ, biết trước, suy nghĩ kiểm thúc cho chính mình, thì khi mình đi đứng nằm ngồi rất là cẩn thận, nói năng cũng không, cũng phải cẩn thận. Mình nói năng cẩu thả thì cái quả nó đến với mình, giống như người ta nói cái câu là quả tùng khẩu xuất. Cái lời nói của mình nói ra mà cái quả nó đến cũng có. Hoặc là cái hành động cẩu thả của mình, đi đứng gì đó mình không cẩn thận, rồi cuối cùng là có cái quả. Rồi chúng ta đổ cho mình bị cái số phận như vậy.
giống như là cái số phận đã an bài để rồi an ủi cho chính mình. Mà quan niệm về cái số phận nó không hẳn là như vậy. Bởi vì cuộc sống này đó là chúng ta chịu ảnh hưởng bởi nghiệp rất là nhiều. Bởi nghiệp rất nhiều. Nghiệp nó tác động cho chúng ta từ quá khứ đến hiện tại. Và nghiệp nó tác động cho chúng ta từ ở hiện tại đến tương lai. Ngày nào chúng ta còn luân hồi thì chúng ta còn chịu chi phối của nghiệp. Và do vậy chúng ta nếu nói để cái nhân lành để cho cái quả lành ở trong đời sống, thì đặc biệt là cái người tu á, cái người biết tu tập á, trong một năm, một giờ hoặc một tháng hoặc một ngày đó, thì mình phải tích cực. Đặc biệt là trong những năm mới, trong những dịp đầu năm khởi đầu cho một một ngày mới, khởi đầu cho một tháng mới của một năm mới, một mùa mới, thì cái người đó họ phải tích cực tạo những cái điều thiện, và tạo điều thiện đó chính là tạo phước. Tạo phước. Như vậy thì mình muốn có phước thì mình phải tạo phước, cả phước vật, cả phước đức và cả cái phước trí. Mình muốn có phước trí thì mình phải lắng nghe, phải học tập, phải tìm hiểu. Mình có phước trí thì mình phải giữ cái lòng của mình, cái tâm của mình được an, thì cái trí tuệ minh mẫn mình mới được sáng suốt. Thì khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện mình đã tạo ra rồi đó, thì sớm muộn cái nghiệp đó nó cũng sẽ đến với mình thôi. Cho nên là mình có trốn ở đâu cũng trốn không khỏi. Người ta có nhiều cách, trong những dịp đầu năm thì người ta coi ngày, coi giờ, coi hướng, coi sao, đủ thứ cách hết. Nhưng mà những cái điều đó đó nó không có thiết thực và nó không có chính xác. Nó không chính xác bằng cách là mình làm chủ được chính mình. Làm chủ được chính mình đó thì mình nên tích cực tạo những điều phước và mình tránh đi cái quả. Cái quả ở đây là mình tránh đi những cái nhân ác, nhân xấu, nhân bất thiện để đưa đến cái quả. Cái quả ở đây đó là cuộc sống mình phải cẩn thận trong khi đi đứng nằm ngồi, phải có chánh niệm, phải luôn luôn trước khi nghĩ, trước khi nói phải suy nghĩ cho kỹ, trước khi làm cũng phải suy nghĩ cho kỹ, rồi mình sẽ làm những điều đó, mình nói những điều đó. Thì như vậy đó là mình tránh đi cái quả. Tránh đi cái quả. Khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện rồi thì như trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng. Cho nên cái nghiệp bất thiện mà chúng ta đã gieo rồi đó thì chắc chúng ta chui kia trốn ở đâu cũng khó, cố trốn lắm. Và người tu Phật của chúng ta quan niệm về nghiệp báo, quan niệm về phước và quả, thì chúng ta nên làm chủ lấy chính mình. Trong một năm mới, chúng ta biết thời gian thì luôn luôn trôi qua. Chúng ta có nuối tiếc nó hay chúng ta có nắm níu nó thì nó cũng trôi qua thôi. Nhưng mà việc trước mắt á, là trong một năm mới thì mình phải tạo năng lượng tích cực cho chính mình. Mình phải siêng năng tạo những cái phước cho chính mình. Muốn được phước đức thì mình phải tạo phước đức. Muốn được phước trí thì mình phải tạo phước trí. Muốn được phước vật thì mình phải tạo phước vật. Và mình tránh cái quả khổ sầu cho mình thì đừng nên tạo cái nghiệp bất thiện. Đó là điều mà chúng ta mong muốn cho bản thân mình cũng như là người thân. Thì hôm nay trong cái ngày mùng 3 thì chúng tôi xin chia sẻ với cái đề tài phước và quả, với bao nhiêu với cái thời gian đó. Thì nhân cái dịp xuân chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy Giá, con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trả lời. Sa thủ cái trình từ đoạn pháp tình với pháp toại đầu năm vừa rồi. Một lần nữa thưa quý vị, hôm nay là sinh hoạt ngày mùng 3 Tết nguyên đán nhâm dần ở trong lớp Phật pháp Bồ Đề Tham Ma. Sau pháp thoại tân niên là phần nghi thức
lễ Tam Bảo. Và hôm nay, mùng 3 Tết, chúng ta cũng tụng Kinh Chuyển Pháp Luân, là bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng ở tại vườn Lộc Uyển. Chúng ta mong rằng là trong những ngày đầu năm, Phật tử luôn luôn nhớ nghĩ về ba ngôi Tam Bảo, là ba ngôi báu cao cả trong đời sống của chúng ta. Dù chúng ta đi đâu, làm gì, và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì chúng ta không quá nghèo bởi vì chúng ta đã có ba ngôi báu. Chúng ta không lạc lõng bởi vì chúng ta có ba ngôi báu. Chúng ta không có mất phương hướng bởi vì chúng ta có ba ngôi báu. Và do vậy, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cùng với chư tăng của chùa Viên Giác Vĩnh Long, Việt Nam, để cử hành lễ cúng Tam Bảo, cũng như là tụng kinh chư Pháp Luân. Xin cung thịnh quý ngài. Tụng kính lễ Thượng Tọa Đức Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện. Kính chào đại chúng, xin phép được bắt đầu khóa kinh nhân ngày mùng 3 Tết nhâm. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho veccā caraṇa sambhanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussānaṃ buddho bhagavati taṃ arahati guna saṃyuttaṃ buddhaṃ sirasā namāmi taṃ ca buddhaṃ thân hi mê sát ca rê hi a phi bu cha ya mi swa kha to pha ga wa ta tham mo san de thi ko a ka li ko he hi ba si ko pa na yi ko pa cha tang we de ta po win yo hi ti tang swa kha ta de gu na san yo tang tham mà si ra sa na ma mi tang cha tham mang hi me hi sa ka re hi a phi bu cha ya mi Supati panno bhagavato savaka sangho supati panno bhagavato savaka sangho ya yapati panno bhagavato savaka sangho sami cipati panno bhagavato savaka sangho yaridang catari purisa yugane atha purisa bhogala esa Bhagavato Savaka Sangho Ahunayo Bahunayo Dakinayo Anjalikaranayo Anuttarang Bunyaketang Lokasatitang Supatibhannati Gunasangyotang Sangkhang Sirasanamamitang Chasangkhang Himehi Sakarehi Apipu Chayami Sambuddhe Atavi Sancha Dvada Sancha Sahasa Kebancha Sata Sahasa Ninamani Sirasa Aham Te Sangham Mancha Sangham Chadare Nanamami Hang Namakara Nufave Nahan Tua Sape Upadave Aneka Antaraya Tivinasantu Se sato sambuddhe pancha panya sancha chatuve sati sahasa ke dasa sata sahasa minamami sirasa aham te sangham mancha sangham adare nanamami hang namakara nufave nahan tua sape opadave aneka antaraya pivina
na san tu a se sa to sam bu te na vo ta ra sa te a ta cha ta le sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi se ra sa a hang te sang ham mai ta sang khang cha a ra re na na ma mi hang na ma ka ra lu pha ve na han tua sa te opa ta we hane ka antara ya pivina san tua se sa to eva me sutan ekang samayang phagava para nasi yang viharati isipatane migada ye tatako phagava pancha vati ye fikhu amante si dve me fikhave anta papachite nanase vitappa yo cha yang kame yo cha yang ka me su ka ma su kha ni ka nu yo go hi no gam mo bo thu cha ni ko an ri yo an a tha san hi to yo cha yang a ta li la ma kha nu yo go du ko an ri yo an a tha san hi to e te te ko phi kha we u pho an te an u pa gam ma ma chi ma pati bada tatha gate na api sambuddha chakku karane nyana karane upasama ya avinya ya sambuddha ya nipana ya sangkwa tati katama ya saphikkhave mati ma pati bada tatha gate na afi sambuddha chakkhu karane ñāna karane upasamāya viññāya sambuddhāya nibbānāya saṅkhavatati ayame vāriyo attham hito go siya te dang samma ditti samma sankappo samma vacca samma kammanto samma acivo samma vayammo samma sati samma sammati ayam ko sa vikkhave macchima patipada tathagate na api sambuddha chakkhu karane ñāna karane upasamaya avinyaya sambuddhaya nibbana ya sangkhva tati idam kho pana phikkhave dukkhaṃ ariya saccaṃ jati vidukkha chara vidukkha maraṇaṃ vidukkhaṃ sokha parideva dukkha do mana subhāyasa vidukkha apiye hi sambhayogo dukkho piye hi vipayogo dukkho yambicchaṃ nalapatitam vidukkhaṃ saṅkhitte na vañcupādāna khantā dukkha idam kho panapikkhave dukkha samudayo ariyasa chẳng gia chẳng tan hà bồ na phật vi ca nan di ra ca sa ha ga ta 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 phi nan di ni se di đẳng ca ma tan hà pha va tan hà vi va pha tan hà i đẳng khổ pa na phi kha we du kha ni do tho a di ya sa chẳng yo ta sa ye va tan hà ya a se sa vi ra ra ni do tho ya go pa ti ni sa go mo ti a na la yo i đẳng khổ pa na phi kha we du kha ni do tha ga mi ni pa ti pa ariya satchang ayame va ariyo attham gito makko sayyati dam samma ditti samma sankappo samma vacca samma kammanto samma acivo samma vayammo samma sati samma sammati idam dukkhaṃ ariya satchang ti me bhikkhave pubbe anano sute
su tham me su cha khung uda pa di nhà nàng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di tăng khổ pa di tăng lô khăn ariya sa chan ba rin ye yam ti ne phi kha we bo pe anano su te su pham me su cha khung uda pa di nya nang uda pa di pai nya uda pa di ve cha uda pa di a lo ko uda pa ti tang kho pa ni dang do khang ariya sa chang ba rin nya tham ti ne phi kha we bo pe anano su te su pham me su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di y đằng đô ca sa mu đa yo a di ya sa chẳng ti mẹ phê ca huệ bố bê a na nô su thể su thầm mẹ su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di tăng khổ pa ni đằng đô ca sa mu đa yo a di ya sa chẳng ba hà ta phan ti mẹ phê ca huệ bố bê a na nô su thể su thầm mẹ su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di tăng khổ pa ni đằng đô ca sa mu đa yo a di ya sa chẳng ba hệ nan tin hệ phê kha huệ bố bề a na nô su thể su thầm mê su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di y đằng đô kha ni lô tô a di ya sa chẳng tin hệ phê kha huệ bố bề a na nô su thể su thầm mê su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di tăng khổ pa ni đằng đô kha ni lô tô a di ya sa chẳng sa chi ca ta bằng tin hệ phê kha huệ bố bề a na nô su thể su thầm mê su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di tăng khổ pa ni đằng đô kha ni lô tô a di ya sa chẳng sa chi ca tàn ti mê phi kha huệ bố bề a na nô su thể su thầm mê su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di đằng đô kha ni lô tha ya mi ni pa ti pa đa a di ya sa chẳng ti mê phi kha huệ bố bề a na nô su thể su thầm mê su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di tăng khổ pa ni đằng đô kha ni lô tha ga mi ni pa ti pa đa a di ya sa chẳng pha huệ ta bằng ti ne phi kha huệ bố bề a na nô su thể su tham mê su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di tăng khổ đằng đô kha ni đô tha ga mi ni pa ti pa đa a di ya sa chẳng pha vi tăng ti ne phi kha huệ bố bề a na nô su thể su tham mê su cha khung uda pa di nhà nằng uda pa di pai nhà uda pa di quê cha uda pa di a lô cô uda pa di ya wa ki quang cha mê phi kha huệ in mê su cha tu su a di ya sa Jesus e quang bhakti
qua tăng đoà đa sa ca răng gia tha phù tăng nhà na đa sa năng na su vi su thăng a hồ si nê qua ta qua hằng phi kha về sa đề qua kê lô kê sa ma ra kê sa ram ma kê sa sa ma na ram ma ni ya pa cha ya sa đề qua ma nu sa ya anu ta ram sam ma sam bồ thịnh a phi sam bồ thô pa chánh nhà sinh gia tổ cô mê phi ca huệ y mê su cha tổ su ha ri ya sa che su hệ quang ti pa ri wa tăng đoà đa sa ca răng ya tha phu tăng nhà na đa sa năng su vi su thăng a hồ si a tha hằng phi ca huệ sa đề qua kê lô kê sa ma ra kê sa ram ma kê sa sa ma na ram ma ni ya pa cha ya sa đề qua ma nu sa ya anu ta rằng sam ma sam bồ thịnh a phi sam tho pa cha nhà sinh nhà lành chấp ba na mê đa sa năng u đa ba đi a cô ba mê quy mô ti a ya man ti ma cha thi na thi đàn phu na pa vô ti i đa ma vô cha pha ga wa a tam ma na bằng cha wa ki ya phê khổ pha ga wa to pha si tăng a phi nan dung i ma s minh chấp ba na vệ ya ka ra na s minh phanh nhà ma nê a ya s ma to con đây nhà sắc huy ra chẳng huy tam ma lâm tham ma cha cùng u đa ba đi dạng kinh chi sa mu đa gia tham mang sa bản tăng ni đồ ta tham man ti pa wa ti thế cha pha ga wa ta tham ma cha kệ phẩm ma đề wa sa tam ma nu sa huệ sung ê tăng pha ga wa ta ba ra na si yang i si pa ta ne ni ga da ye anu ta rang tham ma cha kang ba wa ti tăng a pa ti wa ti yang sa ma ne na wa ram ma ne na wa de we na wa ma re na wa tham mu na wa ke na chi wa lo ka slin ti phum ma nang đề hòa năng sát tăng su thọ cha tâm ma ha ra chi ca đề hòa sát nam anu sa huệ sung cha tâm ma ha ra chi ca năng đề hòa năng sát tăng su thọ ta hòa tịnh sa đề hòa sát nam anu sa huệ sung ta hòa tịnh sa năng đề hòa năng sát tăng su thọ gia ma đề hòa sát nam anu sa huệ sung yama nang đề hòa năng sát tăng su thọ tu si ta đề hòa sát tam anu sa huệ sung tu si ta năng đề hòa năng sát tăng su thọ niệm ma na ra thi đề hòa sát tam anu sa huệ sung niệm ma na ra thi năng đề hòa năng sát tăng su thọ pa ra niệm mi ta sa qua thì đề hòa sát tam anu sa huệ sung ba ra niệm mitasa qua thì năng đề hòa năng sát tăng su thọ ramma ca di ca đề hòa sát tam anu sa huệ sung e tam pha ga wa ta ba ra na si yang isi ba ta ne mi ga da ye anu ta rang tham ma cha kang ba wa ti ta tăng a ti wa ti yang samane na wa ram mane na wa đề quê na wa ma đề na wa ram mu na wa ke na chi wa lo ca min ti i ti ha te na kha ne na te na mu hu te na ya qua ram ma lo ca sa do a po ca chi a yan cha da sa ha si lo ca tha tu sang cam bi sam pa cam bi sam ba huệ thi a ba ma nu cha u la ro ho pha so lo ke ba tu ra ho se a te cam me qua đề qua năng đề qua nu pha quan ti a tha kho pha ga qua u đà năng u đà ne si hành nhà si qua ta phu con đằng nhô an nhà si qua ta phu con đằng nhô ti i ti i đằng a ya sma to con đằng nhà sa an nhà con đằng nhô tuệ gia tuệ qua nhà mang a hồ si ti. Kinh truyền Pháp Luân như vậy, tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ngự tại Lộc Quyền,
Ở Isipatana gần Varanasi, Đức Phật giảng cho năm thầy tỳ kheo. Nghe như vậy này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh. Một là lợi dưỡng vô hà liệt, tục lụy phạm phu không thanh thiền, không lời lạc lạc. Hai là khổ hành cũng không thanh thiền, không lời lạc lại khổ đau. Từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thực hành trung đạo, chứng đạt pháp nhãn tuệ giác tịnh trí. Thắng tri giác ngộ niết bàn này, các tỳ kheo trung đạo đó là gì? Chính là thánh đạo tám chi phần, chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đạo được Như Lai liều ngộ với pháp nhãn tuệ giác tình trí, thăng tri giác ngộ niết bàn. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu bi khổ, ưu não là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ, tóm lại năm thu quỳnh là khổ. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về nhân sinh khổ. Khác ai dân đến tái sanh cùng với hỷ và tham tâm cầu dục lạc đó đây. Chính là dục ai hữu ai phi hữu ai, này các tỳ kheo. Đây là diệu đế về diệt khổ yểm ly, đoạn diệt các dục chấm dứt hệ lụy. Không còn dư ý hoàn toàn giải thoát của mọi thần thúc, này các tỳ kheo. Đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ, chính là thánh đạo. Tám chi phần thực chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là sự thật về khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên. Với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt khổ đế cần được lãnh hội. Đây là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi đến với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt khổ đế đã được lãnh hội, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về nhân sanh khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt tập đế cần được đoạn diệt. Là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt tập đế đa đoạn diệt. Là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt diệt đế cần được chứng ngộ. Là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt diệt đế đã được chứng ngộ. Là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt đế là sự thật về con đường diệt khổ. Là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt đạo đế cần được tu tập. Là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt đạo đế đã được tu tập. Là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu xác chứng và thấu triệt này các tỳ kheo, cho đến khi nào bốn diệu đế này
chưa từng được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân mười hai chuyện, thì Như Lai không tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phàm thiên giới. Ôi chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và những loài rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đăng chánh giác này, các tỳ kheo chính thi bôn diệu đế này được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân mười hai chuyện, nên Như Lai tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phàm thiên giới. Hồi chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và những loài rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đăng chánh giác, và những này khởi lên trong Như Lai, sự giải thoát của ta không lai truyền, đây là kiếp chót, không còn luân hồi nữa. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Năm thầy tỳ kheo hoan hỷ tỉnh thọ khi pháp thoại này được tiên thuyết. Tôn giả Côn Đan Nha khởi sanh pháp nhàn thanh tịnh vô cấu, hiểu rằng phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt. Khi Đức Phật giảng pháp luân này thì chư thiên trên địa cầu reo mừng. Pháp luân vi diệu, những điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai, dù là Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma vương, phàm thiên. Nay được Thế Tôn tuyên thuyết tại Lục Quyển ở Isipatana gần Varanasi, được nghe về chư thiên còi tử thiên vương. Đạo lời Dạ Ma Đâu Xuất Khoa là Tha Khoa Tự Tại cùng các còi phạm thiên. Đồng thanh vui mừng trong phút chốc, cả mười ngàn thế giới chân động một hào quang vô lượng. Vượt xa hào quang của chư thiên chiêu diệu cùng khắp thế giới. Ngay khi ấy Đức Phật lên tiếng, Côn Đan Nha đã liều ngộ, Côn Đan Nha đã liều ngộ. Từ đây Tôn giả Côn Đan Nha được gọi là An Nha Côn Đan Nha. Sapi sata avira hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapacha hontu anika hontu dikha yukha hontu aroga hontu sambati hisamye chantu sukhi atanam bariharantu dukha pata chani dukha paya pata chani paya soka pata chani soka hontu sape nibbanino. Thân chí tăng hồi hướng chữ đức. Akasatha chamada devanaka mahetika punyang punyang no anumodan tu chirang rakhang tu sasanang rakhang tu nogaro rakhang tu nyatayo rakhang tu panino rakhang tu no sadara. Chân kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng tiếp tục với pháp đàm. Sa thú kính chư thiền chư tăng chùa Biên Giác Vĩnh Long với khóa lễ vừa rồi. Bạch chư Thông Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần pháp đàm và tâm nguyện. Cũng như mùng 1 và mùng 2 Tết, thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ dành thời giờ để xen kẽ giữa lời chúc Tết của chư Tôn Đức và quý đạo hữu cùng với pháp đàm, để chúng ta có một không khí thay đổi. Nếu có vị nào mà muốn cầm microphone để có lời chúc xuân đầu năm, cũng như là nói lên tâm nguyện của mình đối với đại chúng, đối với thế giới, đối với nhân loại, thì quý vị khoan hỷ tác sinh bằng ảnh, thì chúng tôi sẽ mời.
Bây giờ thì bước qua phần pháp đàm. Trong phần pháp đàm hôm nay thì hiện trong room có thượng tọa Pháp Tân, để xin được hỏi thượng tọa một điều. Đó là trong một vài đoạn kinh văn thì Đức Phật có khuyên một vị tỳ kheo nên có cái tâm niệm ghi nhớ về một cái địa điểm, một cái thời điểm khi mà mình phát tâm xuất gia, khi mà chỗ mình trở thành một vị sa môn, cũng như là một vài cái bước khởi đầu. Thì hôm nay chúng ta là trong những ngày đầu năm, cũng như khi đến bài kinh chuyển pháp luôn, thì thượng tọa Pháp Tân có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận rằng những cái ngày đầu tiên đó, nó có cái ảnh hưởng quan trọng như thế nào trong cái hành trình còn lại hay không? Tại có nhiều người nói rằng thực sự nó không cần thiết, nhưng mà có những người nói là rất là quan trọng. Nhưng mà nếu những bước đầu tiên mà nó cần thiết thì chúng ta nên chuẩn bị như thế nào, gọi là chuẩn bị tốt cho những cái bước đầu tiên? Kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Kính chào đại chúng trong room. Theo con nghĩ đó thì những bước khởi đầu, nó khi mà mình có những cái tiền đề của khởi đầu tốt thì nó cũng rất quan trọng, nó tạo nên cái dấu ấn sâu sắc đối với cái đời sống tu học của mình. Bởi vì có nghĩ rằng là mỗi người đều có một cái ấn tượng, dấu ấn sâu sắc của mình riêng ở trong mỗi chặng đời, chặng đường tu của mình. Có những người bước bắt đầu vô tu làm giới tử, có những cái dấu ấn mà mình tạo nên cái niềm tin cho mình. Rồi có những người thì xuất gia sa di, có những cái dấu ấn của những người, những cái thời điểm xuất gia sa di. Rồi có những vị thì có những cái dấu ấn là khi mà mình xuất gia tỳ kheo, để nó có một cái dấu ấn sâu sắc. Rồi có người thì có những cái dấu ấn trong cái những lúc mà mình dành cái thời gian để mà mình lo hành thiện ở một cái nơi thanh vắng, nó cũng là một cái dấu ấn này. Con nghĩ là như vậy. Bản thân con thì con nghĩ rằng khi nhỏ mà xuất gia đó, lúc còn nhỏ mà xuất gia đó, thì thời con xuất gia thì cái thời đó là thời bao cấp. Việt Nam đã gọi là bao cấp, có nghĩa tự cung cự cấp, tự tất cả những cái việc đó, mọi việc sinh hoạt. Nhưng mà rồi đó thì cũng được với cái đời sống tu tập, chỉ học kinh, học luật, chấp tác các cái công việc ở trong chùa, chỉ biết như vậy để tu thôi. Rồi khi lớn lên á, thì mình được lớn lên ở trong một cái môi trường, đó là cái ngôi chùa. Xung quanh mình cũng có thầy, xung quanh mình cũng có các sư huynh đệ, rồi có những chú giới tử sống chung với nhau, xuất gia sa di với nhau. Thì con nghĩ rằng nó cũng có cái dấu ấn. Nhớ lại những cái dấu ấn đó thì con nghĩ rằng nó có cái niềm tin. Niềm tin rất nhiều. Ngày xưa đó thì con nghĩ rằng thời mà chúng con mới bắt đầu xuất gia đó thì cuộc sống nó rất là khó khăn, điện cũng không có, tất cả những cái phương tiện vật chất nó cũng không có cái gì hết, chỉ đốt cái đèn le lét rồi thắp ở trên bàn Phật để tụng kinh mà thôi. Nhưng mà những cái công việc đó đó là mình dường như là phải làm hàng ngày,
từ cái việc tụng kinh một ngày hai thời, rồi công quả phục vụ chư tăng, phục vụ thầy tổ. Chúng con nhớ lúc 12 tuổi, lúc đó quý sư Cắt Đặt ở trong rẫy. Trong rẫy chùa thì có một cái miếng đất vườn hơn một hết. Thì ở một phần nửa còn lại đó là chuối, trồng chuối. Chuối để phơi chuối khô. Rồi phần nửa còn lại đó là ruộng, ruộng bậc thang theo triền đồi. Thì phơi chuối, quý sư tự bẻ đốn chuối rồi là tự ra chuối khô để đổi lấy gạo mà sống. Nhưng mà rồi là các cái việc chấp tác đó đó, nó vẫn đều. Và mãi về sau này thì khi mà xuất gia sa di rồi đó, thì có những lúc để dành cái thời gian tu thiền, dành cái thời gian tu thiền. Thì những cái lúc mà cái tâm của mình nó dành cho cái thời gian thiền này, cái tâm của mình nó an tịnh. An tịnh rồi mình cảm thấy nó rất là hoan hỷ trong cái việc mình tu thiền. Thì con nghĩ rằng nó là cái khởi đầu của bước tu, cái đường tu cũng rất là quan trọng. Khi mà mình có những cái dấu ấn, giống như quý vị mà khi mà mình làm được cái thiện sự gì đó ở buổi ban đầu đó, thì mình rất là hoan hỷ. Nhớ tới những việc đó thì mình cảm thấy nó là vui. Mặc dù là cuộc đời này thì chúng ta cũng chứng kiến bao nhiêu cảnh đẹp, cảnh tốt, rồi biết bao nhiêu cảnh xấu, cảnh không hài lòng. Nhưng mà rồi nếu chúng ta để mà nhớ những cái việc tốt, để nhớ nó trở thành một cái dấu ấn, để rồi cái tâm của mình hoan hỷ trong cái việc thiện đó, mà mình vẫn tiếp tục với cái đời sống tu hành của mình nữa đó, thì mình nhớ những cái điều tốt. Nhớ những cái điều tốt, thấy hình ảnh của chư tăng, thấy hình ảnh của cái việc tu tập, cái tâm nó an tịnh. Thấy hình ảnh nhớ đến cái việc mà chúng ta làm được những cái việc thiện, mà trong một cái điều kiện nó thiếu thốn như vậy đó, mà bằng với tất cả niềm tin của mình. Mà tới ngày nay thì con nghĩ rằng riêng bản thân con thì nó vẫn còn có một cái dấu ấn sâu sắc. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái buổi ban đầu mình nên chọn cho mình một cái hình ảnh cho nó tốt. Cái hình ảnh tốt gì đó, ví dụ như mình thấy chư tăng, mình thấy hình ảnh của những người tu thiền, rồi mình thấy hình ảnh của Phật, Đức Phật, mình thấy những cái hình ảnh đó để trở thành những cái dấu ấn sâu sắc ở trong niềm tin của mình. Và đòi hỏi cái người tu của mình cần phải duy trì, giữ gìn cái niềm tin đó, giữ gìn cái niềm hoan hỷ đó ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên nó mai sau mình có đi ra đời, mình có đi tới nay tới nọ, mình tiếp xúc biết bao nhiêu cái hoàn cảnh khác nhau đó, nhưng mà mình vẫn giữ được cái đời sống tu hành của mình, vẫn giữ được cái gọi là cái tâm tu của mình. Có hoàn cảnh ra sao đi nữa thì mình vẫn giữ được cái tâm tu của mình. Chúng tôi nghĩ rằng là mỗi người đều có một cái dấu ấn, cái tâm tư khác nhau. Nhưng mà rồi ráng cố gắng tạo cho mình một cái hình ảnh gì đó để mình sanh tâm hoan hỷ. Từ cái việc mà sanh tâm hoan hỷ đó thì mình mới tinh tấn ở trong cái đời sống tu tập của mình. Ngay cả trong cái trên phương diện pháp học hay là pháp hành, mình cũng vẫn có cái sự tinh tấn. Tinh tấn. Nhưng mà dù mình có hoàn cảnh ra sao, mình
hành thiền hay là mình học Phật pháp đó, mình vẫn được cái giữ được cái tâm tu của mình, quan hỷ ở trong cái việc thiện, việc tu tập của mình. Cho nên có thử thách hay là có trở ngại gì đi nữa thì mình cũng còn giữ được cái đời sống tu tập của mình. Đó là điều quan trọng. Cho nên là cái khởi đầu của một người tu tập thì con nghĩ rằng nên chọn lọc cho mình một cái hình ảnh cho nó đẹp. Rồi khi chúng ta mắt chúng ta dĩ nhiên là chúng ta cũng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tốt, cảnh xấu có hết. Nhưng mà đừng có để trong lòng cái cảnh xấu, hãy để trong lòng của mình những cái hình ảnh đẹp. Từ đó mình mới duy trì cái niềm tin, rồi mình duy trì cái đức tu của mình đều như vậy hoài. Một ngày mình học thêm một chút, một ngày tâm mình nó càng an thêm một chút, thì mình biết rằng đời sống tu tập mình có sự tiến bộ. Còn nếu như mà mình không thấy mình an lạc một chút, mình không học được thêm một chút nữa, thì mình chểnh mãn với Phật pháp thì e rằng là mình sẽ sa sút, mình sẽ giải đãi, rồi mình sẽ thối lui ở trong cái đời sống tu hành của mình. Dù là mình là cái người, chúng ta là người cư sĩ hay là một xuất gia cũng vậy, nhưng bản thân của chúng con thì con nghĩ như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Nam mô Bụt Thầy. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông có vài chia sẻ với quý Phật tử trong ngày mùng 3 Tết này. Sư Nguyên Thông, ở vùng Trung Mỹ chúng ta đang trải qua một cơn bão tuyết. Và ở Houston thì đã gió nhiều, lạnh nhiều, rồi mưa nhiều nữa. Chắc ở trên Sư Nguyên Thông cũng thời tiết cũng lạnh. Chúng ta làm thế nào mà sống trong cuộc đời này, mùa xuân đó, hoa đó, tuyết đó, trời mưa đó, trời nắng đó, lạnh đó, mà tâm của chúng ta vẫn an nhiên? Thì xin thỉnh Sư Nguyên Thông Hoan Hỷ chia sẻ một vài cái suy tư của Sư Nguyên Thông trong đời sống liên quan đến Phật pháp. Kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, hôm rày hình như 4 ngày liên tiếp thì ở vùng con là Princeton thì trời xuống tuyết rất nhiều, xuống tuyết rất nhiều 4 ngày liên tục, và lạnh thì cũng lạnh nhưng mà nhờ không có mất điện cho nên vẫn còn ấm áp. Kính thưa Sư Phụ, là cái bài học hôm nay thì con thấy rất là quá hay, và cái nhiệm vụ của những người Phật tử cũng như tu sĩ là luôn luôn mình phải nhớ đến lời dạy của Thế Tôn, tức là luôn luôn phải nhớ kỹ là lời dạy của chư Phật ba đời đã giảng dạy là chư ác mạt tác, tức là không làm điều ác, điều xấu, điều bất lợi, chúng thiện phụng hành, tức là luôn luôn làm điều thiện, tự tịnh kỳ ý, tức là thân thanh lọc cái tâm của chúng ta. Và đó là giáo pháp của Thế Tôn. Và vì vậy cho nên con nghĩ rằng chúng ta phải luôn luôn làm cái điều thiện, chỉ có điều thiện mà thôi, đánh xa cái ác. Và đó là cái đời sống của những người Phật tử thuần thành và những người tu sĩ chân chánh. Và vì những cái điều thiện mà chúng ta làm đó thì chúng ta có cái tưởng, và nhờ người làm cái điều thiện đó, và kèm theo cái nữa là phải niệm cái sự chết. Khi mà mình có niệm sự chết thì mình vững vàng, thì mình biết rằng cái sự sống của chúng ta là bấp bênh, nhưng mà cái chết thì chắc chắn. Cho nên khi mà mình niệm sự chết thì cái chết nó đến, mình biết là mình không có sợ hãi gì cả. Vì sao? Sự thật ra mình gọi là chúng ta chết là cái thân xác chúng ta già chết, còn cái tâm chúng ta thì không có chết. Và khi mà chúng ta sống thì chúng ta đã làm cái điều thiện, thì cái sự tái sanh của chúng ta thì luôn luôn là phải tốt. Và nhờ có cái tu hành, nhờ có làm điều thiện và lánh xa điều ác, thì cuộc sống của chúng ta giàu nào đi nữa thì vẫn
an ổn ở kiếp này hay kiếp khác. Và nếu mà chúng ta tu hành liên tục thì với cái những cái parami, tức là những cái ba la mật mà chúng ta đã thâu tóm lại đó, thì chúng ta sẽ tái sanh vào cõi người, hoặc ít nhất là cũng vào cái cõi tịnh cư thiên để mà sống ở trong những cái tầng trời đó và tiếp tục tu hành nữa. Bởi vì vậy, kính thưa sư phụ, nếu mà chúng ta hiểu rõ cái cuộc đời của chúng ta ở trần gian này là phải tu hành, là làm thiện, là lãnh ác, và đó là cái cuộc đời của những người Phật tử thuần thành và những người tu sĩ đích thực. Và vì vậy cho nên con tin tưởng rằng cái sự giảng dạy của chư tỳ kheo ở trong room và sự tu học của mỗi người, thì chúng ta mỗi người có một cái lối tu, mà cái lối tu của chúng ta là làm thiện lãnh ác và nhớ lời dạy của Thế Tôn, và hằng ngày phải niệm sự chết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con tóm lược, những điều mà con đã học được lâu nay. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà trong cái tâm của sư phụ đã muốn dạy trong trong lớp này ngày nay. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con cung kính thỉnh mời sư phụ. Sa thú cái trình sư Nguyễn Thông. Bạch chư Công Đức và thưa quý Phật tử, cũng tiếp theo lời của chư Tôn Đức, chúng tôi xin được có vài chia sẻ. Và nhưng hôm nay chúng ta tụng kinh Chuyển Pháp Luân, một bài pháp khởi đầu cho quá trình 45 năm hoằng dương, hoằng hóa độ sinh của Đức Phật. Thì chúng ta nên hiểu rằng đây là một bài pháp không phải do tình cờ, mà bài pháp này nói lên cái tổng quan về giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù đối với nhiều người Phật tử thì những lời dạy trong bài kinh này tương đối rất là quen thuộc, quen đến nỗi mà có một vài vị tu sĩ nghĩ rằng mình có những bài kinh khác dài hơn, khó hiểu hơn, do đó không cần tìm hiểu. Nhưng mà kỳ thật là chúng ta là người con Phật, ai cũng nên biết về cái nội dung của kinh Chuyển Pháp Luân này. Trước hết thưa quý vị, vào đầu bài kinh này thì Đức Phật đã nói lên một cái đặc tính gọi là rất nổi bật ở trong giáo pháp của Ngài, so sánh với tất cả những sự thực hành niềm tin hay là giáo điểm của những tôn giáo hay tất cả sự hành trì khác, đó là con đường trung đạo. Và khi đề cập đến con đường trung đạo đó, thì Đức Phật cũng dạy rõ ở ban đầu khi mà Ngài mời vào, Ngài nói rằng, Ngài dạy rằng có hai cực đoan mà một người xuất gia nên tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng ở đây có nghĩa là sống mà quá cương chiều, sống mà quá chiều theo cái thị dục của mình. Thì một người mà sống mà chạy theo thị dục của mình quá đó, thì thưa quý vị, điều đó nó chỉ làm cho chúng ta bị cùng dục, nó làm chúng ta bị sa đọa. Tức là nói một cách khác, cuộc sống tu tập mà hưởng thụ vật chất nhiều quá đó, thì nó cũng không tốt. Nhưng mà một cái cực đoan khác là sự khổ hạnh ép sát, và khổ hạnh ép sát tức là tự gây cho thân mình những cái khó chịu không cần thiết. Và những cái khó chịu này nó cũng lại là một cực đoan. Và Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta đối với sự tu tập không nên đặt vấn đề là ép sát hay là cưng chiều sát thân này, mà chúng ta nên có một thái độ vừa phải, tức là giữ thân của chúng ta vừa đủ tốt để làm gì? Để thực hành con đường thánh đạo tám chi Phật, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và thưa quý vị, nói về những này thì chúng ta cũng phải nói rằng cái trọng tâm đặt ở đây không phải là chúng ta có cuộc sống sung túc. Ngày nay đó thì người Phật tử đi chùa cũng có nhiều người quan niệm rằng một cái ngôi chùa mà tốt, mà phát triển mạnh đó là cúng dường đông, cúng dường nhiều, hay hoặc giả là
xây dựng nguy nga tráng lệ đẹp đẽ. Cái đó thì quý vị thật ra nó cũng là một cực đoan, nhưng một cực đoan khác là có những vị nói là không nên xây dựng chùa chiên. Tại sao mình phải xây chùa làm gì? Thì thật ra cái đó cũng là một cực đoan nữa. Và đời sống tu á, mà không có cái trú xứ tốt, không có thứ sự đầy đủ á, thì nó cũng khó tu. Nhưng mà sống mà giàu sang mà nguy nga tráng lệ quá thì cũng không nên. Thật ra cái chính của chúng ta là cái trọng tâm không phải là những bề ngoài đó, mà là làm sao để chúng ta tu tập được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và ở đây có những cái chữ, những cái từ mà rất nhiều quý vị được nghe nó có tất cách như trùng lập. Nhưng mà quý vị nhớ rằng ở đây nó không phải là trùng lập. Đức Phật Ngài không có nói một cái trùng lập đâu, mà Ngài giảng rất là rõ. Chữ đầu tiên đó mà khi chúng ta đọc ở trong này đó là chữ chắc khú. Dạ, chắc khú là con mắt. Và ở trong bản dịch của Thượng Minh Giao Dịch là nhãn sanh, chắc khú là con mắt. Nha đá có dự xưng chỉ là trí, trí sanh. Rồi Afin Nha giá là thắng trí. Rồi Nipa Na giá là Niết Bàn. Dạ. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây đó, lát nữa chúng ta đọc thì chúng ta sẽ hiểu được rõ hơn về những chữ này. Chữ ở trong này có bốn chữ là chắc khú, nha ná, rồi có chữ ban nha, rồi chữ bích cha. Thì ở đoạn sau chúng tôi có dịch là thấy. Dạ, thay vì nói nhãn sanh thì có nghĩa là thấy. Thấy tức là mình nhìn vào cái gì đó, mình chỉ thấy ở bên ngoài, mình nhìn thấy cái mặt nổi ở bên ngoài. Nhưng mà để hiểu chiều sâu, để biết được đó, thì chúng ta dùng chữ nha ná. Tại đó quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi dịch là thấy là một chữ khác, biết là một chữ khác, hiểu là một chữ khác, rồi xác chứng, thấu triệt là một chữ khác. Mấy chữ này chúng ta nên hiểu có sự phân biệt. Những chữ này quan trọng lắm, nhất là trên phương diện pháp hành. Ở đây thì chúng tôi không bắt đầu sâu vào, tại vì thời lượng hôm nay không cho phép chúng ta như vậy. Và rồi Đức Phật Ngài nói lên bốn cái chân lý. Dạ. Chân lý có nghĩa là sự thật, nhưng mà không phải sự thật nào cũng là Arya. Sự thật thì có nhiều sự thật đó. Ví dụ như là mình bỏ ớt nhiều quá thì nó cay, nó cũng là một sự thật. Hay là ai đánh mình đau cũng là một sự thật. Nhưng mà một sự thật gọi là Arya Satcha, gọi là sự thật vi diệu. Tại vì sự thật đó có một cái công năng, có cái hiệu năng chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, nên chúng ta gọi là diệu đế. Thành chúng ta nhớ rằng không phải tất cả sự thật đều là vi diệu hết. Ngày nay khoa học cho chúng ta cả một cái trữ lượng rất lớn về những khám khóa phá, những định lý về khoa học, về vật lý, về thiên nhiên, về thiên văn, vân vân. Nhưng mà không phải là tất cả sự thật đều là diệu đế hết. Và ở đây Đức Phật Ngài đặc biệt Ngài nói đến sự thật vi diệu, hay là diệu đế, tức là, hoặc là thánh đế, tức là sự thật mà mang lại cái ánh sáng, mang lại cái tuệ giác, mang lại sự vượt thoát khổ đau. Do đó gọi là Arya Satcha, gọi là diệu đế hay là thánh đế. Thì bốn diệu đế đó là gì? Tại vì bốn diệu đế đó là sự thật về khổ, sự thật về nhân sanh khổ, sự thật về diệt khổ, và sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ. Cả bốn sự thật này phải có đầy đủ thì chúng ta mới thấy được cả hai phương diện là vấn đề và giải pháp. Đức Phật Ngài không đưa ra một cái nhìn tích cực hay tiêu cực về cuộc đời này, mà Ngài cho chúng ta biết những vấn đề nào cần phải giải quyết, những trọng tâm nào mà chúng ta cần phải lưu ý. Và từ đó Ngài nói đến nguyên nhân, rồi Ngài nói đến giải pháp, rồi Ngài nói con đường dẫn đến giải pháp đó. Thành ra giáo lý tứ đế đó là một cái hệ luận rất là quan trọng mà người con Phật phải biết. Cũng như thưa quý vị, một cái người đi làm việc đó, không phải họ chỉ làm việc không, mà khi họ đến làm việc họ phải hiểu rõ là mình có cái nhu cầu gì, và để giải quyết nhu cầu đó thì chúng ta phải biết cái nguyên nhân nào nó tạo ra vấn đề, và cái giải pháp là gì, và cái con đường dẫn đến giải pháp nó ra sao. Nói tóm lại là tứ diệu đế là bốn sự thật, nhưng mà những sự thật này gọi là Arya Satcha, gọi là diệu đế, hay là những sự thật vi diệu, những sự thật
thâm sâu, có lời lạc chứ không phải là sự thật, nói vậy mà nói thôi. Thế bây giờ bốn sự thật đó là gì? Thì Đức Phật Ngài dạy về thật về khổ. Cái khổ mà Đức Phật dạy ở đây không phải cái khổ của thất tình, cái khổ của những cái khó khăn trong quan trường, cái khổ của người sanh ra thiếu áo đói cơm, mà cái khổ này là cái khổ hoàn phụ, cái khổ này là cái khổ chung, cái khổ này là dù là nam hay nữ, già hay trẻ, sang hay hèn, giàu hay nghèo, từ chư thiên nhân loại trong tam giới này không ai có thể vượt thoát những cái khổ này hết. Dạ. Những cái khổ này dĩ nhiên là có những cõi nó hơi thiếu hơn một chút, nhưng mà nói chung là tất cả đều có. Dạ. Đó là gì? Đó là sanh, già, bệnh, chết, rồi sầu bi khổ ưu ai, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, chấp thủ nông quẩn là khổ. Chúng ta không có thời giờ để đi sâu vào những điều này, nhưng mà 13 cái hiện tượng đau khổ này là 13 cái hiện tượng mà phủ. Chúng ta đừng nói rằng mình nghèo thì mình khổ, với người giàu không có khổ, hay là những người đẹp không có khổ, chỉ người xấu mới khổ, hay là những người sống ở Âu Châu không có khổ, người sống ở Việt Nam mới khổ. Không phải. 13 cái khổ này là 13 cái khổ hoàn vũ, 13 cái khổ này là cái khổ chung của tất cả. Những cái khổ này đó lại nói cho chúng ta biết về một cái sự thật về cuộc sống, là sự thật bất toàn. Và tại sao cuộc sống bất toàn? Là bởi vì chúng ta lấy một vài cái hiện tượng thôi, là có ai trẻ hoài mà không có già, có ai khỏe hoài mà không có bệnh, có ai sống hoài mà không có chết. Và trong đời này đâu có ai mà sống mà luôn luôn một cuộc sống vui. Có những điều mà chúng ta muốn không được là khổ rồi. Thương phải xa cũng là khổ rồi, ghét phải gần phải khổ rồi. Và rồi thưa quý vị, nếu chúng ta có một cái nhìn gọi là chân sắc đó, thì năm cái thủ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tự nó đó là khổ. Chứ tôi lấy ví dụ như là hôm nay là ngày mùng 3 Tết ở tại Houston, trời mưa, gió và lạnh. Nếu mà chúng ta ngồi nghĩ thì có nhiều người nghĩ rằng những ngày Tết phải chi? Phải chi ngày Tết ấm áp, khô ráo thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng mà ngày Tết lại mưa và lạnh, và có thể tối nay lạnh nhiều hơn, và cũng có thể bị cúp điện, vân vân. Thì nói chung là đời sống của chúng ta đó, nó vốn hằng chuyển, nó vốn bất toàn, nó vốn có cái sự pha lẫn. Nhưng mà kỳ thật mà nói thì nếu chúng ta hiểu lời Phật dạy và nhìn lại thì cuộc sống vui ít, khổ nhiều và nguy hiểm là nhiều hơn. Nên trong cuộc sống này chúng ta phải hiểu là cuộc sống nó là như vậy đó. Và khi Đức Phật Ngài dạy về sự thật bổ đó, Ngài không phải dạy để cho chúng ta bi quan, mà Ngài dạy để cho chúng ta hiểu biết. Tương tự như là một người có bệnh mà không hiểu căn bệnh của mình, không biết mình có bệnh thì sẽ không tìm cách chữa trị. Mà không hiểu nguyên nhân của bệnh thì chúng ta không chữa trị đúng chỗ. Thì Đức Phật hỏi cái nguyên nhân của bệnh là gì? Cái nguyên nhân của khổ là gì? Và điều làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên lắm. Bởi vì sao? Cái nguyên nhân của khổ bị Đức Phật dạy chính là khát ái. Khát ái là tanha. Tức là ở trong mỗi mỗi chúng ta luôn luôn có sự khao khát. Khao khát là mong rằng mình có cái này, mình được cái kia. Mong rằng mình sẽ thế này, mình sẽ là thế kia. Ban đầu thì chúng ta nghĩ đó là hy vọng. Và thí dụ đầu năm, mình mong năm nay mình được giàu có, mình mong nay mình được thăng quan phát tài, năm nay mình được may mắn, mình mua được nhà cửa xe cộ mua vật. Nhưng mà câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta phải mong mỏi như vậy? Tại vì chúng ta nghĩ rằng mình có những thứ đó mình mới hạnh phúc. Tại sao bây giờ mình không hạnh phúc? Thí dụ như buổi sáng nay chúng ta thức dậy, chúng ta có đủ sức khỏe để vào đây ngồi nghe pháp. Chúng ta có một buổi sáng để sống với chư tăng và Phật tử cùng nhau học. Có bao giờ chúng ta thấy điều đó hạnh phúc? Hay là chúng ta nghĩ rằng năm nay mình phải được cái gì đó, và chắc chi khi mà mình được những thứ đó là mình được hạnh phúc? Dạ, cuộc đời chúng ta giống như một con ngựa mà người ta treo một cái bó cỏ trước ở phía trước, nó cứ chạy đuổi mà không bao giờ tới.
chúng ta đi luôn luôn đi tìm một cái gì hoàn hảo của đời sống, nhưng mà trong cuộc sống không có cái gì là hoàn hảo. Chúng ta luôn luôn đánh mất cái hiện tại bằng mơ mộng viễn vông. Chúng ta luôn luôn khao khát, mình muốn được voi thì muốn có voi thì được voi, mà được voi thì đòi tiên. Mình muốn cái này được cái này, muốn cái khác là được cái khác thì được cái khác nữa. Tại sao như vậy? Tại vì vấn đề là bên trong mỗi chúng ta có một căn bệnh muôn thở, đó là tanh ha, đó là khát ái. Thì chúng ta phải nhìn khát ái là nguyên nhân của đau khổ. Dạ, khát ái nguyên nhân đau khổ. Tại vì sao? Khát ái tạo ra hai cái lực rất là quan trọng. Một á, là cái lực đi tới tạo tác và nghiệp hưởng. Khát ái là dẫn đến sanh hữu. Dạ. Cả nghiệp hưởng và sanh hữu đều là một cái biểu trưng toàn diện của cái gọi là tâm thủ quẩn, của cái gọi là khổ. Tại sao chúng ta phải đầu tắt mặt tối? Tại sao chúng ta phải bươn chải? Là bởi vì thứ gì? Để chúng ta đạt được cái gì đó. Và cái đó là gì? Cái đó là cái chúng ta khao khát trong cuộc đời. Thành ra phải hiểu Đức Phật dạy, Ngài nói rằng mình khổ thì mình thường là than trời trách đất, hay là thậm chí có nhiều khi mình khổ là mình nghĩ là tại vợ là mình khổ, tại chồng là khổ, tại những người xung quanh làm khổ, và đặc biệt là tại kẻ thù làm cho mình khổ. Nhưng mà cái người mà làm khổ mình nhiều nhất là ai? Đó là khát ái ở bên trong mỗi chúng ta. Người tu mà không hiểu được điều này là dở lắm. Những người tu nào mà lúc nào cũng nghĩ rằng tại người này làm cho mình khổ, tại người kia mình khổ, là chúng ta quên hẳn đi một chuyện rất là quan trọng. Cái kẻ thù lớn nhất và cái tác nhân, một cái nguyên nhân sâu xa nhất làm chúng ta khổ, không phải là ông A, không phải là bà B, không phải người này người kia, mà chính là phiền não nội tại. Và cái phiền não mà chúng ta đang nói tại đây chính là gì? Là khát ái, là tanh ha. Yeah. Đức Phật ngày dạy đó là một sự khao khát luôn luôn đi tìm, sự khao khát không bao giờ thỏa mãn, túi tham không đáy, và không bao giờ chúng ta có thể ngừng lại, ngừng nghỉ. Cái bản chất đó là như vậy đó. Yeah. Khát ái. Và rồi Đức Phật dạy về chân lý về sự diệt khổ. Cái gì là sự diệt khổ? Khi nào mà cái khát ái nó không còn nữa. Ở đây Đức Phật định nghĩa là sự chấm dứt khát ái. Khát ái không còn nữa thì là hết khổ. Yeah. Chúng ta khoan nói đến cảnh giới xa xôi, thiên đàng, cực lạc, khoan nói xa xôi. Chúng ta ngừng sự khao khát, tức là chúng ta bớt khổ. Ngay cả khi một người tu niệm xứ cũng có thể tìm thấy diệt đế. Là ví dụ như là mình đang tu tập, mình quá thèm một món gì đó, thì mình phải thấy rằng sự thèm khát đó là nguyên nhân sanh khổ. Và do cái gì đó mà chúng ta vượt qua cái cơn thèm khát đó, thì khi cái sự thèm khát chấm dứt thì đúng là lúc mà diệt khổ. Dạ, diệt khổ ở chết trong lúc đó. Và rồi Đức Phật ngày dạy về cái con đường dẫn đến sự diệt khổ. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật không đưa ra triết lý. Cái này là cái hiểu sai của người Phật tử. Người Phật tử thường nghĩ rằng mình chỉ cần hiểu đúng, học kinh đúng, nghe pháp đúng, thậm chí nghe bài pháp nào vui quá hết khổ, không phải vậy. Mà con đường dẫn sự khổ nó không đơn giản là triết lý đâu. Con đường dẫn đến sự diệt khổ không đơn giản là mình nói điều gì hay đâu. Mà con đường sự diệt khổ là một cái sự tu tập đầy đủ của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bạn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thực ra thì chúng ta không có thời giờ đi vào điều này, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng cái sự khát ái trong mỗi chúng ta đó, nó vốn chỉ cần được giải quyết bằng một sự tu tập hẳn hoi, sự tu tập có phương pháp, sự tu tập có nhiều chi phần. Ngày nay chúng ta rất là thường ngây thơ nghĩ rằng có một cái loại thuốc nào trị bá bệnh, có một pháp môn nào đó mà mình tu cái là mình đạt được tất cả, không phải. Mà thật ra Đức Phật dạy rằng cái con đường tu tập á, nó cần cả tám chi phần. Mà tám chi phần đó là cái thấy phải cho toàn diện. Và chúng ta đi đường á, là chúng ta không thể nào mà mình chỉ biết có một cái building hay một cái đèn hay là một cái công trình nào đó, mà chúng ta phải biết rõ cái hành trình toàn diện của mình. Cái nhìn toàn diện hành trình của mình đó là chánh kiến. Chánh tư duy nghĩa là một cái tâm thái không có bị chi phối bởi dục, bởi sân và bởi hại tư. Yeah. Một cái người tu tập mà trong tâm
mà còn bị chèo kéo bởi cái tham dục mãnh liệt, bởi cái sân tâm mãnh liệt, bởi hận thù mãnh liệt, thì chúng ta khó được cái tâm thái tốt để mà tu. Và thật ra chánh tư duy cũng cần như chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là hành động, lời nói và sự nuôi bạn của chúng ta, nó phải đủ cái tính vô hại, nó phải đủ cái bản chất là không gây tổn thương cho bất cứ ai. Đức Phật ngày dạy trong kinh Upara thì bốc khá là cái người tu tập mà còn gây tổn thương chúng sanh khác bằng cách gì cách khác thì người đó chưa tu. Bởi vì ngữ chánh nghiệp chánh mạng, tức là ai sống cũng phải có hành động, cũng có lời nói, cũng có sự sinh kế nuôi bạn, dù xuất gia hay tại gia cũng có sự nuôi bạn. Nhưng mà tuyệt đối là nếu qua cái lời nói, qua hành động, qua cái sự nuôi bạn của mình mà còn gây tổn thương người khác thì chúng ta có vấn đề, không tu tập được. Và dĩ nhiên chúng ta nói đến chánh tinh tấn là cái nỗ lực hay là nghị lực, chánh niệm là cái sự tỉnh giác và bám sát với thực tại, và chánh định là khả năng tập chú. Thì thứ gì với bốn pháp, bốn cái chân lý vi diệu là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, và Đức Phật ngày dạy đó là cái chân lý mà ngài giác ngộ. Nhưng mà chân lý này đó không có đơn thuần là chỉ được nêu lên cả bốn điều đó, mà ngài còn dạy đến ba luân 12 chuyển. Thế nào là ba luân 12 chuyển? Ba luân 12 chuyển này đó, ba luân là điều đó nó phải được xuyên suốt qua trong ba cái công đoạn của pháp học, pháp hành và pháp thành. Thí dụ như khổ đế cần được liễu tri, tập đế thì cần được đoạn diệt, diệt đế cần được chứng ngộ, và đạo đế cần được tu tập. Và cả bốn cái này nó phải đi với ba luân. Ba luân ở đây trong ba công đoạn. Đây là khổ đế, và đây là khổ đế. Khổ đế cần được liễu tri, và khổ đế đã được liễu tri. Đây là khổ đế, là pháp học. Khổ đế cần được liễu tri là pháp hành. Khổ đế đã được liễu tri là pháp thành. Đây là tập đế, là pháp học. Tập đế cần được đoạn diệt, đó là pháp thành. Tập đế đã được đoạn diệt, đó là pháp thành. Đây là diệt đế, là pháp học. Diệt đế cần được chứng ngộ, đó là pháp hành. Diệt đế đã được chứng ngộ là pháp thành. Đây là đạo đế, là pháp học. Đạo đế cần được tu tập, đó là pháp hành. Đạo đế đã được tu tập là pháp thành. Chúng ta nói một cách khác, gồm ba luân 12 chuyển, một cách dừng diễn như vậy. Và Đức Phật ngài dạy rằng cái cơ sở để khẳng định sự giác ngộ của ngài là gì? Cho đến khi nào mà đúng sự thật ví dụ chưa được Như Lai tỏ ngộ với ba luân 12 chuyển, thì Như Lai không tự nhận cùng thế giới này là Như Lai là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cho đến khi nào bốn sự thật này được Như Lai giác ngộ với ba luân 12 chuyển, thì Như Lai tự nhận với thế giới này là Như Lai là một vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật ra thưa quý vị, những ý nghĩa này rất là quan trọng, quan trọng lắm. Không phải chỉ nói về một tinh thần trung đạo, không phải nói về bốn sự thật phi diệu, không phải nói về ba luân 12 chuyển, không phải chỉ nói về đạo quả chánh đẳng chánh giác của Đức Phật, mà toàn bộ nói lên cái nền tảng giác ngộ và giáo pháp mà ngôi nhà giáo pháp đó ngày nay tất cả chúng ta đều được thừa tư một cách rất là diễm phúc, hữu duyên, hữu hạnh. Và có một chi tiết mà chúng ta nên biết là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp với bài kinh chuyển pháp luân này, tự tâm ngài, ngài biết rằng có một người ở trong năm vị Kiều Trần Như đã nghe, đã hiểu và đã thành tựu đạo quả. Lần đầu tiên một vị thinh văn giác, tức là một vị nghe mà tỏ ngộ thật sự, đó là ngài Côn Đa Nhá. Thì ngài mới nói rằng Côn Đa Nhá đã tỏ ngộ, Côn Đa Nhá đã tỏ ngộ. Và chỉ đã tỏ ngộ đó là Anh Nhá, Anh Nhá Côn Đa Nhá, thành ra chúng ta gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Nhưng mà thưa quý vị, giáo pháp không phải chỉ tuyên thuyết, mà giáo pháp còn có khả năng chuyển mê khai ngộ. Và cái sự chuyển mê khai ngộ đó
nó được hiển hiện ngay trong sự lãnh hội một cách triệt để của tôn giả Kondanya và Đức Phật xác chứng điều đó. Điều này khó lắm thưa quý vị. Khi mà một vị Phật mà ngài nói rằng một người nào đó đã thành tựu đạo quả để giác ngộ, mặc dù ở đây mới giác ngộ đạo quả tu đạo quần thôi, nhưng mà đã thành tựu cái niềm tin bất thối, đã thành tựu cái chánh trí giải thoát mà không thối chuyển nữa, thì không có chuyện người đó thay đổi. Mặc dù người đó chỉ mới nghe một bài pháp thôi, bài pháp không có dài nghe xong, Đức Phật xác nhận mình giác, đã giác ngộ thì từ đó trở đi không có thay đổi. Thật ra thì tất cả chúng ta trong cuộc sống này có được cái cơ duyên học Phật Pháp và đem Phật Pháp vào trong lòng và dùng Phật Pháp để làm điểm tựa, dùng Phật Pháp để làm ngọn đuốc soi sáng, dùng chánh Pháp để làm một cái tài sản. Thì thưa quý vị, chúng ta có được mùa xuân rất đẹp. Bởi vì sao? Chúng ta không giờ sống trong nghèo khổ, bởi vì đời sống chúng ta không có nghèo nàn mà rất là phong phú. Chúng ta không giờ sống trong tối tăm mà chúng ta luôn luôn sống với ánh sáng. Và chúng ta không giờ sống mà với sự tiêu cực, nhu nhược, mà chúng ta sống với một sức mạnh. Và với tất cả điều đó, chúng tôi xin một lần nữa thay mặt cho Chư Tăng cầu chúc tất cả quý Phật tử có được một xuân nhâm dần và một tân niên an lạc, cát tường, tinh tiến, lợi lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có sinh hoạt Tết Nguyên Đán mùng 4 Tết, và vị giảng sư gửi đến quý vị pháp thoại tân niên ngày mai là Thượng Tọa Tuệ Quyền. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Xin mời đến Đức Tuệ Trích. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong Room kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân và Thượng Tọa Nhất Đẳng đã giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của pháp thoại cũng như bài kinh chuyển pháp luân ngày hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm lý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã hỗ trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa-pa-sa-ni-no-a-ti-ye-ya-sa-sa-sa-ni-no-ka-pang-bui-yapa-lang-mai-an-sa-pi-pa-ki-pa-wan-tu-te-ye-tang-ka-pang-bui-yapa-lang-mai-an-sa-pi-pa-ki-pa-wan-tu-te-ye-tang-ka-pang-bui-yapa-lang-mai-an-sa-pi-pa-ki-pa-wan-tu-te-ye-tang-ka-pang-bui-yapa-lang-mai-an-sa-pi-pa-ki-pa-wan-tu-te-ye-tang-ka-pang-bui-yapa-lang-mai-an-sa-pi-pa-ki-pa-wan-tu-te-ye-tang-ka-pang-bui-yapa-lang-mai-an-sa-pi-pa-ki-pa-wan-tu-te-ye-tang-ka-pang-bui-yapa-lang-mai-an-sa-pi-pa-ki-pa-wan
Đem tâm thanh tịnh